sau màn quay xe của BYD từ việc xây nhà máy lắp ráp ô tô tại Việt Nam chuyển sang xe nhập khẩu về bán mà trong video trước chúng tôi đã đề cập. Nhiều người tự hỏi rằng, vậy mục đích thực sự của BYD tại Việt Nam là gì? Và liệu rằng có nên mua xe BYD ở thời điểm này hay không? Bởi xét trên nhiều khía cạnh, BYD đang đối mặt với vô vàn thách thức trước những ánh mắt dò xét của dư luận và áp lực cạnh tranh quá lớn từ VinFast. Trong chương trình Autobiz ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích những lý do chính khiến xe BYD khó bán tại Việt Nam. Mới đây như thông tin đăng tải trên VN Economy, hãng ô tô điện lớn nhất Trung Quốc BYD chính thức chào sân thị trường Việt Nam với 3 mẫu xe gồm Dolphin, Atoba và Seal. Đây là bộ tam quyền lực đang được BYD mang đi chào bán khắp nơi trên thế giới và đã giành được rất nhiều thương vụ lớn. Trong đó BYD Dolphin có giá bán chính thức là 659 triệu đồng, trùng mâm với khá nhiều mẫu xe hạng B tại Việt Nam như Mitsubishi X-Force, Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross, VinFast VF6. BYD Atoba gồm 2 phiên bản với giá bán lần lượt 766 và 886 triệu đồng, cạnh tranh với VinFast VFE34, VF7. Tương tự mẫu sedan hạng D là BYD Seal bản cao nhất có giá lên tới 1 tỷ 359 triệu đồng. Giá bán là chướng ngại đầu tiên của BYD trong chiến lược chinh phục khách hàng Việt. Không ít khách hàng quan tâm đến xe điện đều phải thốt lên rằng, thật đáng tiếc, mức giá BYD đưa ra hơi cao so với mặt bằng giá trong phân khúc. Cụ thể là cao hơn từ 60 đến 200 triệu đồng tùy mẫu xe và chỉ tương đương với một vài mẫu xe nhập khẩu khác. Cần biết rằng tại Việt Nam, ô tô là một loại mặt hàng xa xỉ, không phải sản phẩm thiết yếu hàng ngày và thường có giá trị xếp thứ hai sau căn nhà. Những người mua ô tô điện tầm trung và cao cấp thường là những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả hoặc đang sở hữu ít nhất một chiếc ô tô trước đó. Vậy nên họ không cần một chiếc xe để đánh bóng hay làm màu, bởi điều đó thì chỉ có xe sang mới làm được. Thay vào đó, họ cần một chiếc xe có nhiều công nghệ mới để trải nghiệm, thực sự an toàn và giá trị thực dụng. Để thanh minh về mức giá bán này, đại diện BYD Việt Nam cho biết, với mức giá đó và những trang bị công nghệ hàng đầu thế giới, ăn đứt nhiều mẫu xe khác, thì hãng đang không có lãi. Mặt khác, đây mới chỉ là bước khởi đầu, còn có rất nhiều chính sách hấp dẫn sẽ được tung ra. Trong đó BYD Việt Nam sẽ tập trung vào chính sách giá, các chương trình hậu mãi, khuyến mại, các ký kết với nhiều đối tác quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, trạm sạc, kế hoạch mở rộng hệ thống showroom trên toàn quốc. Có những căn cứ nhất định cho những chiến lược này, như các bạn đã biết, BYD vừa chính thức đưa nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô tại Thái Lan vào hoạt động. Nhà máy này có công suất 150.000 xe mỗi năm, chủ yếu phục vụ thị trường Thái Lan và xuất khẩu tới các nước Đông Nam Á. Đồng thời nhà máy tại Indonesia cũng được khởi công trong năm nay. Hiện tại xe nhập khẩu từ Trung Quốc phải chịu thuế nhập khẩu từ 47 đến 70% tùy loại, nhưng nếu sản xuất tại Thái Lan hoặc Indonesia rồi sau đó nhập khẩu vào Việt Nam thì sẽ chịu thuế 0% theo hiệp định ATIGA. Tuy nhiên cho đến nay BYD chưa công bố chính thức rằng bao giờ sẽ áp dụng phương thức này, liệu có nhập xe BYD từ Thái Lan hay không, nếu nhập thì giá bán xe có giảm hay không, giảm bao nhiêu. Điều này có thể sẽ khiến nhiều người cảm thấy do dự, bởi nếu mua xe BYD ở thời điểm này, ngộ nhỡ 1-2 năm nữa xe nhập Thái về kéo giá niêm yết xuống thì lại bị mù hớ. Bài học từ Thái Lan vừa qua là một ví dụ, khi nhà máy BYD tại Thái Lan đi vào hoạt động, giá xe BYD tại thị trường này giảm tới hơn 230 triệu đồng đối với một số mẫu xe, gây nên một làn sóng chỉ trích và khiếu nại từ phía cộng đồng người mua xe, buộc chính phủ Thái Lan phải vào cuộc điều tra. BYD Thái Lan sau đó đã phải xoa dịu dư luận bằng giải pháp hoàn tiền chênh lệch và chương trình ưu đãi cho các khách hàng tiền phong. Nhưng sau đó, Ủy ban bảo vệ người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục điều tra việc giảm giá xe điện để ngăn chặn những hành động tương tự trong tương lai. Rào cản tiếp theo của BYD tại Việt Nam đó là vấn đề sạc pin. Hiện tại với 3 mẫu xe mới ra mắt, BYD Việt Nam tặng kèm thiết bị sạc cầm tay, bộ sạc treo tường 7kW, thiết bị chuyển đổi nguồn điện. Hãng xe chưa có kế hoạch xây trạm sạc tại Việt Nam, trong khi VinFast không chia sẻ trạm sạc dùng chung. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng của BYD sẽ chủ yếu sạc pin tại nhà với thời gian sạc đầy có thể lên đến từ 9 đến 11 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, BYD vẫn có cơ hội nhờ hoạt động hợp tác kinh doanh trạm sạc. Theo quy định tại Thông tư số 09 năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải, kể từ ngày 1 tháng 10 tới đây, trạm dừng nghỉ loại 1, loại 2 diện tích từ 5.000 đến 10.000 m2 trở lên phải có trụ sạc, điểm đỗ riêng cho xe điện. Đây là cơ hội chung cho VinFast, BYD và các công ty sản xuất kinh doanh trạm sạc cùng chiếm lĩnh thị phần. Trong tương lai, rất có thể sẽ có thêm các quy định mới nhằm hỗ trợ phát triển hạ tầng trạm sạc, ví dụ như bắt buộc các dự án đầu tư xây dựng mới, khách sạn, bãi đỗ xe, khu du lịch phải có trạm sạc điện. Điều này cho thấy các hãng xe nước ngoài như BYD, dù chưa xác định tự xây trạm sạc riêng, vẫn có thể tồn tại được. Ngoài ra, một rào cản khác có phần nhạy cảm hơn, đó là vấn đề hiển thị bản đồ định vị.
bởi vấn đề hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam sẽ buộc phải xuất hiện trên bản đồ của ô tô, nếu không sẽ ngay lập tức tạo nên một làn sóng chỉ trích mới. Còn nếu bản đồ Việt hóa có đầy đủ quần đảo Việt Nam thì BYD có thể sẽ bị tuyết còi từ chính phía quê nhà. Điều này đã từng xảy ra hồi tháng 6 năm nay khi một số người dùng phát hiện bản đồ trên xe BYD nhập khẩu không có Hoàng Sa, Trường Sa. Một vụ việc khác tương tự là Yadea, khi hãng xe máy điện này thậm chí còn đổi tên hai quần đảo của Việt Nam thành Tây Sa và Nam Sa. Rõ ràng với một chiếc xe điện, bản đồ định vị là thứ không thể thiếu và đây là bài toán khó có lời giải. Vậy chung quy lại, mục đích thực sự của BYD tại Việt Nam lần này là gì? Theo thông cáo báo chí ngày 18 tháng 7, ông Liu Xuliang, tên phiên dịch là Lưu Như Lượng, nói rằng tại Việt Nam, chúng tôi không xuất hiện để cạnh tranh trực tiếp với bất kỳ thương hiệu nào. Chiến lược của chúng tôi là đồng hành cùng các doanh nghiệp khác để phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới thân thiện với môi trường, từ đó tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mặc dù vậy, ai cũng hiểu một điều rằng sẽ chẳng có một doanh nghiệp nào bán hàng để không có lãi, cũng không hy vọng họ làm dự án cống hiến cho cộng đồng khi mà họ chẳng có mối ràng buộc nào tại Việt Nam, ví dụ ít nhất là nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô cũng không có. Tổng kết lại, BYD có thể đang thành công tại Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới theo cách mà họ quảng cáo về doanh số bán hàng khủng cùng với những công nghệ hiện đại được tích hợp trong xe. Song ít nhất tại thị trường Việt Nam, tương lai của BYD vẫn còn rất mơ hồ, thậm chí còn khó khăn hơn cả những thương hiệu đồng hương đã xuất hiện tại Việt Nam trước đó.